con rể đi viện thăm mẹ vợ ốm, nhưng nhìn quang cảnh không biết ai là người ốm còn ai mới là người thăm. Khi đó hay tin mẹ vợ ốm nằm viện, anh thanh niên cũng năng nổ, đeo bồng cả vợ cả con lên viện thăm nom. Thế nhưng khổ nỗi thanh niên còn đương thời tuổi ăn tuổi ngủ, tấm lòng thì dạt dào bao la, nhưng sức thì có vẻ như hơi có hạn. Thế nên đã không ngần ngại nằm lại giường bệnh của mẹ vợ, mà thiêu thiêu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đó người mẹ vợ lại tươi tỉnh tươi cười đi đi lại lại, sức khỏe tràn trề, vừa bồng cháu trên tay, vừa nói chuyện với cô con gái, vừa trông nom cho anh con rể quý hóa đang bận làm vội một giấc ngon lành. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Nếu không nhìn vào đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, nhiều người nhìn vào khéo lại không sao biết được ai mới là người bệnh, ai mới là người đi chăm. Mặc dù vậy, nhiều người sau khi xem qua đoạn clip lại cho rằng có thể anh thanh niên đã tất bật theo dõi mẹ vợ suốt cả một đêm, chăm bệnh cả đêm không ai biết, chợp mắt ngủ có một xíu cả nước hay. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến hoan hỉ cho rằng anh thanh niên có đến thăm đã là có lòng có ruột dữ lắm rồi, nên là có nằm ngủ một tí cũng chẳng làm sao. Một vài bình luận khác được dân mạng để lại: không sao, có đi thăm mẹ vợ đã là ngoan dữ lắm rồi. Nói đi cũng phải nói lại, chăm người nằm viện mệt lắm, mất ăn mất ngủ như chơi á. Người khỏe vô đó mà còn nhìn như người ốm mấy hồi. Mà ngộ một cái là ở nhà thì khó ngủ lắm, nhưng cứ hễ đi cắt tóc, đi thăm bệnh, hoặc là đi chơi nhà người khác là nằm xuống cái ngủ ngon ơ à. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.